Xin chào các bạn. Trong những ngày nghề gần đây, cả nước chúng ta đều hướng về tình hình Biển Đông và cổ vũ tất cả những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Nhân dịp này, tôi mời các bạn hát cùng với tôi một ca khúc rất là thân quen, ca khúc cây đàn guitar chơi theo điệu disco. Hãy subscribe.